Xin chào các bạn. Hôm nay hàng nó về, chờ mấy ngày nay hàng về. Hôm nay là rất là nhiều nha các bạn. Năm nay là 30 mấy cái quần nha các bạn. Mình hồi chiều mới đi lấy về. Thì hôm nay là hàng, nghe nói là hàng đẹp lắm các bạn. Thì mình hàng về lâu lắm, mua ở đây mua bên nước ngoài, mà đợt này mình dặn phải mua hàng cho đẹp nhiều lắm các bạn. Các bạn coi nha, cái này 511, size 31. Cái này là một màu các bạn, 31, size 31 slim. Các bạn mặc quần jean Levi á, thì các bạn nhớ là form thì nó sẽ nhớ là in chỗ này là 511. 511 thì các bạn cứ nhớ là nó là slim. Slim là sao? Slim tiếng Anh gọi là vừa vặn. Cái từ Việt Nam mình gọi là vừa vặn á, nhưng mà nước ngoài thì nó gọi là slim. Nên các bạn hiểu 511 là slim. Ống thì khoảng 17-18. Nhiều bạn mặc nó mặc định sẵn là 511 á, 511 slim. 511 là vừa vặn, không bó lắm mà cũng không sát lắm, gọi là 511. Thì cái này là co giãn, cái này là size 31 này các bạn. Thì mình coi cái này là made in ở đâu. Hàng bên mình là hàng là chính hãng, mua ở bên những cái mail ở bên đó các bạn giảm giá nghe. Anh này là made in Bangladesh. Quần này năm 2019 nha các bạn. Này size 31 trên 32. Ống của này là ống phỏng 17-18 nghe các bạn. Đây là 511. 511 thì thường thì họ làm Levi's, là Levi làm co giãn. Đây là 511 size 31. Đây cũng vậy, nó cũng một mã. Các bạn thấy hai cái này không? Một đây là con tem LR, còn đây là con tem Levi. Thì theo tìm hiểu của mình á, Levi nói là 10% trong 100% là có chữ LR. Tại vì những cái tan, những cái tát này nè, tem túi này thì được người ta làm giả, nên device là 10% có chữ LR không chữ lít, để là trừ phi là tránh trường hợp nó bị giả mạo. Đó, nên 10, các bạn nào mà mặc có chữ R là 10% của device. Đó. Cái size 2, size 31, một size 31 trên 30, một size 31 trên 32. Hôm nay hàng rất đẹp các bạn. Đây. Màu xanh rất đẹp. Nó là dòng 511 slim. Nhưng mà nó có giãn nhẹ. Nó là dòng premium. Size 33 trên 42. Size 33 trên 42. Thường hàng xịn mình chỉ cho các bạn. Nếu mà mua thì cái mã code nó vẫn in ngoài đây. Cái quần này tới 79 đô nha các bạn. 80 đô này chưa thế. Cái mã code này và cái mã code này và cái mã code trong cái này là trùng nhau. Trong này là trùng nhau. Nhớ nghe các bạn, là hàng còn nguyên đầy đủ hết. Cái này, cái này hiện giờ là made in China các bạn. Cái 511 này 33, dòng premium là dòng đắt tiền nha các bạn. Levi premium. Size 33. Rất đẹp. Vải cực đẹp luôn. Đợt này ông mua ở những cái mail lớn các bạn. Nó hơi đắt nhưng mà nó rất là đẹp. 33. Đây cũng vậy, một mã nó luôn các bạn, 511 premium. Cũng size 33 trên 32. Cái này cũng vậy. 33 trên 32 luôn, 511. Ba cái. Bây giờ cái này. Cái này 512. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái 512. 512 nó có, 512 thì gọi là slim topper. 512 cũng gọi là slim. Nhưng mà topper là chỗ nào? Topper là cái ống nó nhỏ hơn 511. Cái ống này lúc nào cũng nhỏ hơn 511, nó fit lại khoảng còn 16, nên nó gọi là topper.
Đây là cái năm 12 topper màu bạc vải cô tông 100% luôn. Rất là đẹp. Đưa mình coi sản xuất ở đâu. Cái này sản xuất Made in Colombia. À, châu Mỹ Latin đó các bạn. Đây là sản xuất ở Colombia nha các bạn. C30/12. Colombia lần đầu tiên mình thấy cái chữ Colombia. Colombia mã nút của nó là mấy? Để coi. Mã nút của nó là 4051. Đây là cô tông. Ống khoảng 15-16 sợi còn tupper. 52 Salem tupper là các bạn nhớ, Salem tupper là thiết ống. Còn ở trên vẫn bình thường, giống như Salem 511. Size 30/32. Colombia 514. Bữa trước cũng về 5 quá đẹp. 514 cái này tem trắng. Các bạn thấy không? Hai cái, một cái QR, cái thì Levis nó là 10% chữ QR là trong cái một dòng đó. 514. 514 đó là try, try là vừa. Nó giống như Salem 511 chứ các bạn, nhưng mà nó lớn hơn Salem một tí thôi, gọi là try. Là vừa. Thì ở đây nó 514 31/30. Rất là đẹp. Màu đẹp. Vải xước nhẹ. Ống khoảng 18. Chính xác luôn, 18 luôn. Ồ, mấy nút đẹp. Mấy nút nó đóng đồng, nó đóng đóng. Còn này 70 đô các bạn. Mình coi mít đi cái đâu. Levis 514 nó làm chữ Levis có cái cành hoa quả gì đây nữa. Để mình coi cái quần này made in ở đâu nha. Made in Pakistan. Cái này sản xuất ở Pakistan nha các bạn. Cái này là đất mới nhất 2019. Lần sau mình sẽ làm một cái video về nói về cái tem đây cho các bạn xem. Mà các bạn hiểu cái tem này nằm ở chỗ nào. Và nó thông số nó là hiển thị cái gì. Mình sẽ làm một cái video cái tem này cho các bạn hiểu. Cái này là 31/30. 514. Rất đẹp. Đợt này hạng đẹp lắm các bạn, cực đẹp luôn, quá đẹp. Đây đây, cái này 30/30, hai cái này cũng giống nhau các bạn, cái này cũng made in Pakistan các bạn, Pakistan 514 30/30, nó cũng giống luôn nha các bạn, đẹp lắm. Sale là 70 đô đấy. À, giá sale là 70 đô đây. Sao mấy đô? Wow. Màu đen. Đẹp không các bạn? Cực đẹp màu đen luôn. Màu đen đẹp quá. Màu đen. Các bạn thấy khóa không? Khóa có Levis đã không? Wow, màu đen. Màu đen 512 Salem Tupper. Lưng bàn da thật. Dòng Varium. Dòng Varium là dòng cũng cao cấp trong cái dòng 512. Còn made in ở đâu? Made in Pakistan các bạn. Cái này made in Pakistan. Cái này đắt mới nhất luôn. Ngày 25/20 luôn. Wow. Đắt mới mua luôn. 220 luôn, 2020. 512 Slim Tupper. Giá 80 đô. Đây các bạn. Giá 97/50 nè, 80 đô. 32/30. Slim Tupper ống khoảng 16. Rất là đẹp, cực đẹp luôn. Con này đẹp lắm. Đợt này con này cũng đẹp. Wow. 514. Wow, mà đẹp quá. Phải cực đẹp luôn. Rồi. Quá đẹp, quá đẹp. 70 đô. 30/30, 514. Wow. Quá đẹp. Đấy, con này màu đẹp cực kỳ luôn. Đừng còn mất đi cái đâu. Mexico. Các bạn đã nhớ Mexico nó thường sản xuất cô tông. Dày. Thằng Mexico là vậy đó.
sản xuất của Tùng, đây là made in Mexico đây các bạn. Mexico sản xuất đất mới nhất luôn, 2020 tháng 6 năm 2020 năm 14, quá đẹp. Wow, đất mới nhất made Mexico năm 14, không chê đâu được. Chờ lâu lắm rồi đây. Made in Mexico, ống 18. Ống 18 đó các bạn, 18 hơn 18 tí đó, chứ 18. Nói chung nó là trai là xuông. Trai là gần xuông như đó. 30/30. Wow, màu đen, Salem Tupper luôn, đẹp quá. Salem Tupper 31/32. Hồi nãy 30/31. Quá đẹp các bạn. Made in Pakistan. Wow, đẹp phải đẹp cực kỳ luôn. Đất mới nhất luôn, đất hai đất là 2020 nha các bạn. Ở bên mình bán hàng chính hãng, còn nhiều bạn hỏi là mình bán rẻ hơn người ta vài trăm ngàn. Cũng là 512 Slim Tupper. Thì Slim Tupper là một dòng Slim nha các bạn. Nó cũng là ống 16, đây cũng là Slim Tupper. Wow, đây cũng là Slim Tupper nha các bạn. Slam Tupper, nó là Slam nhưng Tupper là ống fix như nhớ nha các bạn. Đây là tách da, đây là made in Pakistan, đây là màu đen quá đẹp các bạn. Đây cũng vậy, Slam Tupper 30/31/32 đầy đủ size. Đây một mã các bạn, mã đây là mã mới nhất, mình là mình mua hàng tiễn bên đó nha các bạn. Ồ, màu đen quá trời, Slam Tupper quá đẹp. Đây màu đen luôn các bạn. Cái này năm 14, năm 14 ống khoảng 18 nha các bạn, 18 đến 18 năm. Giá 30 đô, cái này cũng made in Mexico luôn các bạn. Quá đẹp. Hình như Mexico là làm cô tông nhiều nha các bạn. Cái này, wow. Cái này là năm 14, năm 2. Cái này năm đó 2 cũng made in Mexico. 31/30. Quá đẹp các bạn. Đó, đằng này made in Mexico nhiều các bạn. Đây cũng 31/30 nha các bạn. Vải cô tông 100%. Năm là 2. Năm là 2 cũng là năm là 2 nó gọi là, cái này gọi là tupper. Ở trên suông nhưng mà ở dưới là ốc phính là fix là 17 nha các bạn. Nó là cô tông 100%. Cái này cũng năm 14. Năm 14 quá đẹp, 30/30, 70 đô. Mình coi thử cái này ở đâu các bạn. Cái này ở Ai Cập nha các bạn. Cái này made in Ai Cập. Màu đẹp. Nó, cái này là co giãn, ống khoảng 18. 18 đến 18 rưỡi. Cái này cũng năm 14. Cái này cũng made in Mexico các bạn. Mình nhìn là biết made in Mexico chắc luôn. Made in Mexico. Đất 2019. Cái này tem của nó là 70 đô. Cái này size của nó là 30/30. Cô tông 100% các bạn. Thường là năm 14 nó là năm 14 cái dòng này á các bạn là nó nhỏ hơn năm lớp 1 một tí. Nhưng mà nó cũng gần giống năm đó một nha các bạn. Nhưng mà nó bằng dây kéo quá các bạn. Nó ống khoảng 18 năm. Đây năm 11, 31/32. Màu nó giống màu cổ điển các bạn. Hôm trước hàng này mình cũng có một cái. Có nhiều, rất là nhiều. Ở đây Alessotho nè. Alessotho nha các bạn. Năm 11 là co giãn. Cứ các bạn mặc form nào cứ nhìn vào cái tách, cái nhẫn lưng như sau. Năm 11 gọi là Slim. Slim là vừa vặn. Đây là năm 11 rách các bạn. Đó, năm 11 rách. Nó có hai rách này. Cô tông. Năm 11 cô tông mình coi tách ở đâu. Năm 11 ở đây là size 30 tách da dòng Birium. 30/32.
Made in Mexico luôn các bạn. Đắt 2019. Cô Tông. 5-1 thường ống 17-18 nha các bạn. Nhớ nghe. Đây cũng dòng 5-2. 5-2, 30/30. 5-2, 30/30 nha các bạn. Cũng 70 đô. Nó cũng Mexico luôn các bạn. Cái 5-2 này rất là đẹp nha các bạn, nó cô tông. Nó 30/32, ống khoảng 16-17, ống 17 đó các bạn. 30/30. Rất đẹp. Này 54 hồi nãy mình mà trước 54 có này, cái này Pakistan 31/30. Màu rất đẹp luôn các bạn. Này Pakistan. Cũng 70 đô luôn. Pakistan các bạn, Made in Pakistan. À mình để đây. Ở đây 51. 51 33/32 dòng Premium cô tâm 100%. Rất đẹp. Made in China. Cái này hồi nãy mình cũng lấy rồi. Cái này 80 đô lên cho các bạn. Cái dòng này 80 đô lần này các bạn. 79/50. Cao tiền các bạn. Cô tâm rất là đẹp. Cực đẹp luôn. Nói chung các bạn mua hàng xịn á thì các bạn thứ nhất là các bạn mặc nó rất là đẹp. Form cực kỳ đẹp. Hai là độ bền. Các bạn mặc thời gian là sẽ biết là nó là hàng xịn. Thứ hai, các bạn mua bên Mỹ thì nhọn có những cái mã các bạn check code thì không có. Tại những cái mã đó tại sao? Tại đó những cái mã đó nó không bán online mà nó là bán ở mail hoặc là store của nó. Nên những cái mã đó nó không làm ảnh, không check code. Có những người nào về họ mua về họ làm ảnh check code, họ làm ảnh họ đưa lên Google thì được. Đó, còn những cái mã nào không online nó bán độc quyền ở store thì các bạn có thể là check không lên code. Mà nói đó là những trường hợp như vậy. Đây màu xanh đậm. Màu xanh đậm là 31/30. Rất là đẹp các bạn. Cái này cũng Made in Mexico. Mình cũng bán 1.150.000 hết nha các bạn. Cái này cũng 70 đô các bạn. 69 đô mua hình như bên Mỹ là 69 đô 50 hết. Hình như đa dạng như vậy. Cái này cũng 5-2. 5-2, 5-1, 5-2. Cũng Made in Mexico luôn. 31/30. 30L. Các bạn nhớ nghe, VW là size, L là chiều dài. Chiều dài 30 khoảng 100. Còn hôm nay hàng đó, cô tông là đa dạng là cô tông các bạn. Cô tông rất là nhiều. Mexico cũng rất nhiều, mà hiện giờ là mã này không có 5-1 mà có 5-14 nha các bạn. 5-14 là cũng là một cái form suông. Nhưng mà nó là suông vừa. Nó suông vừa ống khoảng 18 năm. Ở đây các bạn mua hàng ở mình là hàng xịn như các bạn, nên các bạn mua không có, thứ nhất là bỏ mặt các bạn mua tìm được trúng hàng. Ở mình bán hàng rẻ nhất trong những cái chỗ mà các bạn mua, bảo đảm 99%. Mình bán rẻ hơn ở chỗ khác mấy trăm ngàn. Hôm nay mình cảm ơn các bạn xem video. Và các bạn mua hàng ở bên mình đó thì đảm bảo là hàng xịn. Thì các bạn đừng, thứ nhất là mua hàng thì các bạn nói số ký. Đừng nói vòng eo, số ký cho mình và các bạn mặc form gì. Form gì thì mình sẽ tư vấn rõ ràng cho các bạn. Rồi để sau này khỏi mà hàng mà mặc không vừa. Còn việc đổi hàng á thì mình sẽ đổi cho các bạn. Ở mấy chỗ khác nó bán là nó phải chuyển khoản và đặt cọc với các bạn. Thì mình khách đầu tiên á thì mình đặt cọc 100 ngàn. Còn khách quen sau này là mình khỏi đặt cọc nha các bạn. Đó là sự tin tưởng với nhau. Các bạn mua hàng xịn á thì nếu các bạn nào mặc hàng xịn quen á, các bạn sẽ nhìn mặc cái quần thứ hai các bạn sẽ biết. Thứ nhất là vải form. Thứ hai là con mắt mình vô mình sẽ biết được cái hàng đó là hàng xịn. Còn các bạn mua dưới 1 triệu bạc á thì đa số là hàng nhái nha các bạn. Còn có trường phi vài cái thì người ta đem về á, người ta không mặc, người ta bán lại thôi là nó rẻ. Rồi hôm nay là máy bay các bạn nha. Video hôm nay mình tạm biệt. Các bạn nào mua hàng thì nhớ comment số điện thoại phía dưới. Rồi các bạn Zalo mình tư vấn.
Đây là Made in Mexico, đợt này là Made in Mexico này, Pakistan này, Ai Cập và Bangladesh. China nó may rất là đẹp nha các bạn. Nói gì Trung Quốc thì may rất là đẹp. Rồi, bye bye các bạn.